Mời bạn trai. Mời bạn nữ. Xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chị Cát Tường và quý vị khán giả có mặt ở đây. Rồi, chào em. Em tên là Võ Minh Trí, là năm nay 26 tuổi. Hiện tại em đang ở quận Bình Tân. Nghiệp của em là cảnh sát phòng chống tội phạm. Chà dữ rồi nha. Quê mình là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn hay sao em? Dạ đúng rồi chị. Mời bạn gái giới thiệu. Minasan konnichiwa. Hajime masite. Watashi wa Long desu. Kotoshi ni zero kusai desu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Vỗ tay mà không có hiểu, dịch luôn đi em ơi. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh Nguyễn Linh và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Kim Loan, năm nay em 26 tuổi, hiện đang là điều dưỡng, sinh sống và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi sao mà em nói tiếng Nhật lưu loát vậy, có đi làm ở Nhật à? Dạ không, em có một thời gian để đi học tiếng Nhật ạ. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì trong cuộc sống, trong công việc của mình? Dạ, điểm mạnh của em là em có thể làm quà handmade. Đối với những bạn thân hoặc là những cái dịp đặc biệt, những người mà quan trọng với em á, thì em thay thường là tặng quà handmade ạ. Em còn có biết làm thơ nữa. Em có thể hôm nay đến đây á, thì em cũng có tặng bạn nam một bài thơ ạ. Rồi, xin mời em. Bạn trai hãy lắng nghe nha. Mùa đông lạnh lắm ai ơi, chờ người nơi ấy biết giờ nơi đâu. Mình em lạnh lẽo âu sầu, mưa rơi ướt hết tình ngâu thêm buồn. Đông về mang tuyết nhớ thương, cho đường thêm lạnh, cho sương đêm thêm dày. Đông về anh có nào hay, em chờ hơi ấm từng ngày đông qua. Anh trai, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em là em thích võ thuật, thích nghiên cứu những cái món ăn đó, rồi chế tạo theo cái cách của mình. Em có khi nào vừa múa võ vừa nấu ăn không? Dạ cũng có, đi nhúng nhảy rồi múa đôi khi nó cũng đổ số đồ. Anh có chịu nấu ăn cho em không, chứ anh phải dạy em chứ em không biết nấu được. Dạ không sao đâu, chứ ăn uống thì anh nấu cho em ăn được mà. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em là nếu như mà em buồn một cái chuyện gì đó là em sẽ ngủ li bì luôn, giống như người ta gọi là gấu ngủ đông á. Rồi còn không, nếu như mà em suy nghĩ một chuyện gì đó em cũng ngủ luôn. Hay là mình đang suy nghĩ cái gì mình ngủ luôn vậy đó hả? Hay gì ta? Giấc ngủ dài nhất của em là bao lâu? Dạ giấc ngủ dài nhất của em là 12 tiếng. 12 tiếng là cũng bình thường thôi, có gì đâu, gấu ngủ đông, người ta ngủ mấy ngày mấy đêm chưa thấy gì nữa. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Người hay hát nghêu ngao, rồi mỗi khi mà buồn đó, cũng hát, đi dọc đường cũng hát. Đâu giờ em nghêu ngao em hát thử cái gì đó coi. Em ơi giờ đây anh cần, cần một bờ vai em ơi, nhưng không cần ai lúc này, để anh có nơi tựa vào. Rồi, cũng dễ thương. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi em? Dạ em trải qua hai mối tình. Hai mối tình, mối tình dài nhất mới đây là bao lâu? Mối tình mới đây cách đây cũng 3 năm rồi, tụi em quen nhau 1 năm. Nhưng mà bạn ấy đi nước ngoài. À, tại vì lý do khách quan ha. Bạn gái, bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, em chưa có trải qua mối tình nào hết. Nhưng mà em có một mối tình đơn phương 7 năm à. Cái gì? Đơn phương mà 7 năm? Dạ đúng rồi ạ. Có nghĩa là cái mối tình chính thức là chưa có mối tình nào hết? Dạ đúng ạ. 7 năm đơn phương một người. Khi mà ai yêu được em thì đúng em là một người rất chung thủy. Nhưng mà em là một người không có hay ghen mà lại hơi vô tâm á, nên không biết anh bên kia những cái lúc mà em, những cái dịp mà giống như là hả ngày lễ kỷ niệm hoặc là cái sinh nhật em còn quên, thì không biết là lúc đó thì anh bên kia anh có buồn không? Nếu quên sinh nhật em có buồn không em? Dạ cũng tất nhiên là cái ngày của mình mà hai người yêu nhau quá, đôi khi quên thì mình cũng hơi buồn chứ. Em có nhớ sinh nhật bạn gái không? Dạ sẽ nhớ chứ. Nhưng mà thôi sao, có gì bạn trai nhắc ha. Công nhận anh phải nói là anh nể em thiệt luôn á. Vậy bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào em nói luôn? Em muốn tìm một người bạn trai là biết quan tâm và chăm sóc cho em, cao 1m65 trở lên. Anh coi giùm em coi ảnh có cao không? Ngon lành. Không có hói, nếu hói thì cạo luôn đi, giống như Phan Đình Tùng càng tốt. Chết rồi em hói sao anh? Hơi hói, hơi có khả năng hói. Mập ốm thì không thành vấn đề, mập thì ôm nó ấm, ốm thì có bờ vai vững chắc. Hói cũng đâu có sao đâu. Không, anh là không có hói. Thuộc với lại cái quan điểm của em là anh là rất là đẹp trai rồi. Điểm gì em ghét nhất ở người bạn trai? Cái tính keo kiệt và bủn xỉn. Em không có thích một chàng trai hay ghen. Ghen ở một cái chừng mực nào đó thôi, chứ không phải là em đi chơi với bạn cũng ghen mà hả lúc nào cũng gọi điện em 24/24. Tại vì em cái tính chất công việc của em á, thì không thể nào lúc nào cũng nghe điện thoại 24/24 được. Ghen là đương nhiên phải có chút chút tại yêu mà. Nhưng mà yên tâm đi, đây là cảnh sát gọi là chống tội phạm thì có bản lĩnh lắm, đừng có lo điều đó ha. Anh thấy cô gái bên đây cũng rất là dễ thương em. Nhưng mà em gọi điện ảnh là lỡ anh ngủ mà anh không nghe là em giận. Trời ơi sao được? Tự nhiên là ngược ngạo vậy.
ảnh là nhiều khi cái công tác đặc biệt ảnh không thể nghe điện thoại được, mà không thể gặp em được luôn. Không, nếu như mà ảnh ngủ kìa, còn nếu mà ảnh đi công tác thì đương nhiên là ảnh sẽ nói. Người ta đi công tác, ta đi làm về, người ta mệt quá, người ta ngủ, người ta vô tình, người ta ngủ ren, người ta không nghe. Chị, điện thoại của người yêu là phải để một cái chuông khác, để mà khi mà người yêu gọi tới là phải nghe liền chứ. À, khó hàng chi thiệt á. Là trời. Khó quá thì bớt cái khó ra được không? Được, nếu như mà ảnh có thể làm siêu lòng trái tim của em. Miễn sao là người ta yêu mình được rồi nha. Thôi, anh thấy thằng gái cũng dễ thương á. À, nhưng mà nếu được thì giờ chừng nào em muốn lê kết hôn nè? Dạ năm sau ạ. Năm cái sau gì? Dạ lẹ lẹ đi chị. Lẹ lẹ hả? Đúng rồi. À, chứ để làm dâu được không? Dạ không. Ủa sao kỳ vậy? Đâu biết nấu ăn đâu làm dâu. Không ăn thì học chứ, rồi bây giờ rủi người ta ở với ba mẹ người ta rồi làm sao? Em sẽ chăm sóc ba mẹ, nhưng mà chỉ có điều là không có biết nấu ăn thôi, ba mẹ phải dạy em. Thì đơn giản thì em chăm sóc ba mẹ có nhiệm vụ nấu cơm cho em ăn. Rồi chào em. Dạ em chào chị. Rồi được tội phạm được nổi không? Dạ nổi. Đang nhắm mắt hay mở mắt vậy? Em đang mở mà. À, đang mở mắt hả? À, mới lớn hả em? Dạ. Mới yêu hả? Sao mụn nổi nhiều vậy? Em mới tuổi gì thầy? Sorry, dễ thương lắm, tôi mới ghẹo vậy đó. Rồi giờ chừng nào tiến tới hôn nhân được nè? Dạ, nếu như được thì năm sau cũng được chị. Năm sau, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Có ổn định hết mọi thứ chưa? Dạ, em như em thấy là em cũng ổn định rồi. Lập nghiệp ở đâu? Sống với ai? Dạ, em này đang ở chung với mẹ em. Thì là làm dâu rồi phải không? Dạ, nhưng mà không sao đâu, em có thể phụ giúp được mà. Mà ba mẹ khó không? Dạ không, mẹ em rất là dễ, dễ thương lắm, cực kỳ luôn. Để em có cái điều gì em không thích ở người bạn gái không? Em không thích bạn gái em là ích kỷ quá, hay là không quan tâm, sống mà vô tâm quá. Bạn này là hơi bơ bơ đó, hơi hay quên thôi. Không sao, quên thì mình có thể nhắc tôi nhớ mà. Cái mẫu người lý tưởng em sao, nãy giờ chị chưa nghe. Dạ, cái mẫu người lý tưởng em thì em cần người bạn gái biết quan tâm, chia sẻ. Tại vì cái nghề nghiệp của em á, là đôi khi áp lực công việc rất là nhiều. Thì đương nhiên là cái người yêu của em là họ cũng sẽ bị thiệt thòi hơn những cái người con gái khác. Những người mà con gái mà chấp nhận yêu tụi em thì thật sự ra họ rất là gọi là dũng cảm luôn. Không sao cả, vấn đề là miễn yêu thương nhau này thôi. Được không em? Dạ được chị, tại vì tính chất công việc của em cũng giống giống như ảnh vậy đó. Có khi ngày lễ hoặc là ngày Tết em cũng phải đi trực. Nhưng mà em sẽ cố gắng để dành thời gian cho gia đình. Rồi, được rồi ha. Bây giờ hỏi ý kiến người thân nè, hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với dì Dượng và bạn thân của em ạ. Chào anh Quyền Linh. Dạ. Dạ, chào chị Cát Tường. Dạ, con chào dì. Dạ. Thấy bạn bên đây cũng dễ thương, cho nên là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu, chứ mới gặp thì cũng chưa có biết. Rồi, cảm ơn dì. Em đi với ai em trai? Dạ, em đi với lại mẹ với lại dì của em ạ. Dạ, chào dì. À, chào mẹ. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Xin chào con, xin chào gia đình bên bạn gái. Bên đây bạn gái nó là không biết nấu ăn không sao con. Mẹ là nấu ăn giỏi lắm. Rồi sẽ dạy. Thường thì nấu ăn cho con trai chỉ có ngày nghỉ thì nó nói để cho con học phụ, giống như là nó theo nó dòm cho mình nấu vậy đó. Thời đại bây giờ không có nhất thiết phải phụ nữ phải vô bếp đâu. Cùng nhau thôi. Yeah. Hay quá. Yeah. Đáng quá. Thì nếu mà có gì thì xin nhờ cô giúp đỡ cho con ạ. Thì con nhắm mà thí dụ mà nãy giờ nói đó, có thể cho cơ hội tìm hiểu với nhau. Cái nào mà thiếu sót thì mình có thể là mình đã là một nhà thì mình bù đắp với nhau, không sao. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Hay quá. Hay quá chị. Mẹ trên cả tuyệt vời ha. Rồi, bây giờ là quan trọng nè, mở rào ra cho hai bạn trực tiếp trò chuyện với nhau. Được. Mở rào. Hồi hộp của anh. Hai đứa xem mặt nhau đi. Chào em. Thầy, anh đến với chương trình có món quà tặng em làm kỷ niệm. Dạ, em cũng có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn. Anh có thể đọc cái tựa sách lên được không? Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Dạ, em nghĩ là trong cuộc sống này ai cũng xứng đáng được hạnh phúc. Và em cũng muốn là trên con đường sau này sẽ được viết tên của hai chúng ta. À, cảm ơn. Trời, anh, múa côn tặng bạn gái tiết mục đầu tiên. Anh dừng lại một chút xíu được không ạ? Em có một cái ảo thuật nhỏ nhỏ để tặng cho anh. Trời ơi, ảo thuật luôn. Ghê, ghê. Dạ. Bây giờ anh có thể đoán trong tay em có gì được không ạ? Trong tay em à? Dạ, bây giờ nè, anh đoán nè. Anh có thể mở ra. Mở ra nè. Thôi em không có gì hết. Này. Dạ, anh đưa hai tay anh ra. Nắm lại. Xong, buông ra. Buông ra. Rồi, bây giờ anh đoán lại nha. Mở ra. Dạ, có gì không ạ? Có. Có gì? Có em. Không, có bàn tay anh trong đó. Thôi. Múa côn liền. Anh này cũng lanh lắm. Thì em xin gấp vui xíu một số. Dạ là
được đó. Múa côn về bảo vệ bạn gái được rồi đó. Em có cái bệnh là bệnh mù đường á, không có nhớ đường đi. Nếu mà sau này em muốn đi đâu anh có thể chở em đi được không? Trời ơi, em cứ yên tâm đi, em muốn đi đâu là anh có Google Maps dẫn đường luôn, tại anh cũng mù đường như em mà. Nếu như mà sau này mà hai đứa về chung một nhà thì anh có dự tính gì cho tương lai không? Thì dự tính này, dự tính của anh á là khi mà hai đứa mình cưới nhau về á, về chung một nhà rồi á, thì cái đầu tiên của anh là anh sẽ cố gắng đi làm, thứ nhất để lo gia đình, thứ hai là anh sẽ để dành số tiền để anh mua căn nhà khác đứng tên của hai đứa mình. Dữ ta, dữ dữ sói ca nha. Em có 3 câu hỏi để hỏi anh và anh chỉ trả lời có hoặc không. Bà này bà khó dữ. Câu thứ nhất là anh có thích nuôi chó không? Có. À, câu thứ hai là anh có thích trẻ con không? Có. Câu thứ ba là anh có thích em không? Có. Dài nãy giờ mấy lần hả? Dài ha. Anh cũng có đặt câu hỏi với em có thích nuôi chó không? Dạ có. Giờ em có thích anh không? À, câu này để từ bàn tay tới trái tim nhanh. Từ đâu? Bàn tay đến trái tim. Từ bàn tay tới trái tim hả? Bàn tay làm gì ra tới trái tim? Phục cuốn chương trình anh sẽ biết. Thôi hai đứa nói chuyện tiếp đi. Thì anh chỉ muốn là giống như là về nhà gia đình mình á, giống như là cuối tuần sum họp nhau, có bữa cơm gia đình nó nghi ngút. Anh sẽ cố gắng tranh thủ về phụ em làm, và không anh sẽ đi chợ luôn, đi về hai đứa mình nấu ăn. Cuối tuần thì nó sẽ vui, xong dắt tay nhau cuối tuần đi chơi vòng vòng, có con cũng vui nữa. Anh chỉ vậy thôi. Anh thích sao mấy đứa? Lý tưởng quá. Anh thì chỉ là hai người, hai đứa là được rồi. Em thì thích một đội bóng luôn mà chắc cũng không có cho phép được. Hai đứa thôi, trai gái được rồi. Xin đôi đi anh. Cũng được đó, đứa nhất mình xin một, đứa hai xin đôi. Hai đứa tính như đúng rồi luôn vậy. Thật sự anh rất là thích trẻ con. Và anh cũng nghiên cứu một số về phụ nữ. Giống như là những lúc mà em ốm đau bệnh tật hay gì đó, biết được những cái đó sẽ hỗ trợ em phần nào đó vào những ngày ấy. Em có yên tâm. Anh có em gái mưa không? Tất nhiên là không rồi. Tại vì á, anh biết là cái chữ em gái mưa á, ăn chung, giống như đi chơi chung, làm mọi thứ với một người yêu, nhưng mà đó không phải là một người yêu, đó với anh là không được. Rồi em gái em đi với em dưới mưa có phải em gái mưa không? Dạ đó là em gái đi dưới mưa chứ không phải em gái mưa. Em ghét sự lừa dối trong tình yêu á, thì không biết là em cũng là một người rất là chung thủy, nếu mà đã yêu ai thì yêu một người thôi, còn anh thì sao? Thì tất nhiên là mình yêu nhau thì mình chỉ yêu dưới một người thôi. Anh mong muốn những lúc mà mình cãi vã nhau thì những lúc đó là hai đứa mình nên ngồi xuống rồi.